Chào anh em nha. Đó, vườn của chủ Mr. Đạt lên mầm được bắt lo được 5 ngày 7 ngày rồi. Đó. Quay cập nhật tình hình cho anh em xem nè. Gặn ở trên ha. Thì Đạt thì yếu trung bình cho nên là không có dám ra mưa, cho nên mặc áo mưa. Còn đây là anh Toàn, anh khỏe cho nên là anh không có sợ mưa nên là anh không có mặc áo mưa. Anh làm bông ở vườn của anh nên có đậy. Tao khỏe mà mặc ra mưa tao có mặc áo mưa đâu. Chỗ thanh niên nhưng mà yếu quá. Đây thanh niên này yếu nè, sợ mưa này, ra mưa nè, bởi vì mặc áo mưa. Nay cây mở chững hết trơn rồi ha. Đây. Có đẩy cây đó luôn không? Đẩy luôn. Đây vàng lá ok nhiều. Nhiều. À. Tóc ra hay vậy? Gió hay vậy? Chưa ra bông giải bạc gì? Tính bắt trước anh Toàn hả? Vậy là đẩy hồi cuối tháng phải không? Vậy hẹn với anh em là cuối tháng ha. Mà khoảng 15-20 ngày nữa vô. Câu lại cái quá trình mà cây nó chạy mầm như thế nào á. Nếu mà nó chạy mầm theo đúng dự kiến của mình á thì tầm khoảng cuối tháng này nó sẽ ra. Thì giờ thì chưa nói lên được điều gì đâu. Mới có 7 ngày thôi. Nhưng mà nhìn nè, cái cành nó săn ha. Cành nào mà nó săn ra thì thằng đó nó mới ra bông nha. Cả nhà để ý thằng nào mà nó săn ra, cái da nó săn nó kéo nó gạn hết trơn á thì nó mới ra bông nhanh nha. Đó, để ý về kỹ nha. Cây nào á anh em trong nghề biết. Mình không biết anh em sao. Nhưng mà cái bài của mình á, nó săn da nha, thằng nào cành nào mà gạn đỏ săn da. Đó, là thằng đó ra bông nhanh. Ok chưa? Đấy. Đây cái nhà thấy cái vàng lá nè. Anh em trai này thì làm chọn quy trình, chọn bổ của mình luôn nha. Đó. Chọn bổ chăm chăm luôn. Thì mình vô mình nhận vườn thì mình lỗi mình khảo sát vườn, anh em bây giờ cùng nhau làm việc rõ ràng. Đấy. Làm chọn bổ thì mình mới tới lui được thường xuyên chứ. Không. Mình mới kiểm soát được cái quy trình cách làm như thế nào chứ đâu có nhảy nhàng khó lắm anh em. Cái này ăn rồi không chịu cắt cuốn đó. Bây giờ toàn vườn nó đều chuẩn như vậy hết trơn rồi anh em thấy không đó. Giờ chỉ là chờ ngày nó ra bông thôi, thấy không? Cái bài mầm của mình anh em thấy coi biết rồi đó. Là cái bộ lá nè, anh em nhìn kỹ cái bộ lá nè. Sáng nó xanh nó sạch ha. Lực vô cùng luôn, tại vì nó cùng một cái cách làm, một cái mẫu mộc thì nó không thể nào khác được nha. Đó. Nè gạn da ra nè. Đó. Ok chưa anh em thấy chưa? Bây giờ mình đi á, mình có những cành nó gạn da ra và có những cành nó chưa gạn da ra, thì những cây nào mà gạn da ra là những cây đó ra bông rất là tốt. À, thì đã nói rồi mà, gạn da ra là thông mạch dẫn mà, là kéo mầm lên được ha, dẫn truyền dinh dưỡng. Và đây là kéo gì? Kéo cái mầm. À, nhưng cây này là chưa gạn nè, anh em thấy không? Nó còn đang thui nè. Ở trên đó thì nó gạn, nói cho nó ra cho nó trước nha. Rồi mấy thằng này cây chậm hơn đó. Ok chưa? Rồi, cảm ơn anh em nha. Nhớ theo dõi hữu cơ từ đây. Đó. Rất tuyệt vời chưa? Đi xa quá, đi hết nổi rồi. Thì dở bạc luôn rồi kìa. Rồi, cảm ơn cả nhà.